ăn như thế nào không quan trọng, nghỉ ngơi ở đâu cũng không quan trọng. Nhưng phải có được những bức ảnh ưng ý và chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ để không ít người trẻ xách ba lô lên và đi du lịch. Có những chỗ mình check in người ta tới cũng đồ ăn uống người ta cũng không để ý lắm, người ta chủ yếu là người ta chụp hình là nhiều, giờ đa số là vậy. Du lịch check in gần như là một trào lưu, có cầu ắt có cung. Chưa bao giờ những điểm kinh doanh dịch vụ đáp ứng nhu cầu check in của du khách lại bùng nổ như lúc này. Và những nơi như Đà Lạt với nhiều lợi thế để du khách dễ dàng có được những bức ảnh đẹp. Trong vòng 3 năm qua, người ta chứng kiến sự ra đời hết điểm du lịch này đến điểm du lịch khác. Tất cả cùng chung một mục đích là tạo ra một không gian để du khách sống ảo. Được cái sự gợi ý từ nguyên du khách nên là tụi em phát triển thành cái điểm chụp hình. Nhưng mà tụi em cũng từ là những người làm vườn lên. Và đây chính là ngọn nguồn khiến cho sự việc những nấc thang lên thiên đường buộc phải tháo dỡ. Các hộ kinh doanh thì bị xử phạt. Du lịch Đà Lạt đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng điều đáng ngại kèm với tăng trưởng lại chính là sự bùng nổ những kiểu làm du lịch thiếu bền vững. Đầu tiên là cái hiểu biết về sản phẩm du lịch của những người làm du lịch theo kiểu tự phát như thế thì chưa thật là tốt. Thực tế thì hiện giờ là cái dân số Đà Lạt chỉ có khoảng 300.000 người, nhưng một năm đón đến 7 triệu du khách. Rất là khó để mà có thời gian để mà đầu tư phát triển những cái sản phẩm nó có chất lượng. Đa số là chỉ đáp ứng những cái trào lưu nhất thời. Các chuyên gia du lịch cũng cho rằng du khách có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng du lịch bền vững. Bởi nếu như nhu cầu của du khách không dừng lại ở trào lưu check-in thì chắc chắn những người làm du lịch buộc phải điều chỉnh. Một sản phẩm du lịch để kéo dài tuổi thọ không thể chỉ là sự độc đáo nhất thời mà phải đáp ứng những giá trị cốt lõi của du lịch, đó là hành trình khám phá những miền văn hóa.